tí tí ếch. Hôm nay không đi câu ếch hả? Ôi, rét mướt này, ếch ngậm màn hết hay sao ấy, chả câu được con nào cả. Bác đi đâu ấy? Đi giải ít hang, nhận của người ta rồi, công trình sắp xong giả ngay để lấy tiền cho các cháu. Cái nghề thợ mộc của bác ấy, bây giờ có vẻ phát tài nhỉ. Phát tài gì đâu, nhỉ nhằng ấy mà, có khi không bằng cái nghề công ếch của chú. Thế có việc gì thế? Em đang định sang mượn con xế của bác chạy lên huyện, có tí việc của bà cô. Thế à, thế chiều nhá, tôi đi một tí về ngay ấy mà, nhá. Thế chiều em lấy nhá. Đi nhá. Làm gì mà khóc tu tu lên thế? Hả? Sao đi học giờ này đã về rồi? Kìa, mày câm à? Chuyện gì phải nói cho tao biết chứ? Làm sao lại bỏ học về giờ này? Cụ già bắt con về lấy tiền học phí mới cho học. Thì con cứ khất cô đến cuối tháng, bố mẹ cháu sẽ đóng hết 3 tháng. Mới chậm có nửa tháng ăn thua gì. Cả lớp chỉ còn mình con, chúng nó nói xấu hổ lắm. Bố nó về rồi đấy à? Phải. Có lấy được tiền hàng để nộp tiền học cho con không? Cô giáo bắt về nhà lấy tiền để nộp học phí, khổ thế cơ đấy. Tiền đây. Con người này thôi à? Chưa đủ đóng học phí học kỳ 2 cho thằng Đoành, lấy đâu ra bây giờ? Họ khất sang tháng mới trả. Thôi, còn ít tiền dự trữ chiến lược ấy, bà mang ra mà đóng tiền học cho nó. Cái sự học ấy, thì không thể thiếu được đâu. Cả cơ nghiệp còn có 2 triệu bạc, tôi tiếc gì với con. Thế còn cái việc về quê, ông quên rồi à? Việc gì nhỉ? Việc gì mà tốn tiền triệu? Thế ông không nhớ chú Vạc mời mình về quê dỗ tổ, khánh thành điện thờ nhà chú ấy à? Tôi mồ côi, chú ấy nuôi tôi từ bé, cũng như cha mình, không phong bì răm chăm sao được. Bù thằng Đoành tính thế cũng phải, việc họ không thể lơ mơ được. Cũng lạ, ông Thịnh người làng chú Vạc hôm vào đây đưa thư của chú ấy nói chuyện. Giờ chú ấy giàu lắm, nhà 3 tầng, xây điện thờ to nhất xã, có cả xây máy xịn. Cả xã gọi thầy hẳn hoi, thầy Pháp Vạc oai lắm mình ạ. Tôi tính thế này, bà chuẩn bị cho tôi răm cân gạo nếp thật ngon, rồi bắt con gà sống thiến to nhất đàn, ta đẻ biếu chú Vạc. Vâng. Vừa là tỏ cái hiếu nghĩa của mình, vừa là nhờ chú ấy chỉ bảo cho công việc làm ăn, biết đâu có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo này. Vâng. Trời ơi, ông nói phải, chú cũng như cha. Thế là nhất trí cao với bù thằng Đoành nhé. Vâng. Giờ thì tôi sang nhà tỷ ếch một tí, bà cứ chuẩn bị cơm cháo đi là vừa. Vâng vâng, mình đi đi. Bác thợ đảnh đấy à? Thế đi đâu bằng xe của ai mà oách thế? Xe của bà cô em đấy. Hôm nay bà hãy đi cúng, để cho thằng cu Vích đi thi đại học. Thằng Vích đi thi đại học mà cũng phải cúng à? Vâng. Cô em bảo thằng này vía nặng số cao, cho nên phải cúng giải hạn thì mới thi đỗ được. Mà này, cúng to lắm. Mất ối tiền, riêng phong bì cho lão suất đã mất 300.000, khiếp thật. Bằng mình đóng 5 bộ bàn ghế, sướng thật đấy. Thế đại ca tìm em có việc gì đấy? Định sang nhà chú làm cốc rượu. Mới lại sáng mai nhờ chú chở anh ra bến xe, anh về quê ngoại dỗ tổ. Xong ngay, quê ngoại anh ở núi đảo gì, em biết rồi. Đúng 7 giờ sáng mai nhá, sang bên anh làm cốc rượu, rồi chúng mình đi. Dạ vâng, em phải đi đón ông thầy cúng không nó muộn. Đi nhá. Ê, tay chơi. Cho tôi hỏi nhờ một tí. Gì đấy? Tôi ở làng Nhôi, tỉnh Bên, sang khánh thành điện thờ mới. Rồi ôi, rõ rồi. Nhưng mà nhà ai, tên gì, làng nào, nhanh lên tôi vội lắm. Dạ, nhà ông Tư Vạc ở xã Núi Đảo, họ Lê Trần. Ui giời, ông này lầm cầm thật đấy. Xã Núi Đảo có 5 làng, mà làng nào chả có Vạc có Cò. Phải cụ thể tên tuổi, nghề nghiệp, làm nghề gì chứ. Đúng rồi, người ta vẫn gọi là thầy Pháp Vạc. Ở làng Thượng,
cả họ là Lê Trần Vạc, làm nghề... Ông quan hệ thế nào với ông Vạc? Tôi trông ông cũng quen quen. Có phải anh là thằng cò con chú Vạc không? Đúng không? Anh theo đành. Anh theo đành chồng chị Miệt đúng không? Đúng rồi. Em cò đây. Trời ơi, bao nhiêu năm mà anh còn nhận ra em thì chúa thật đấy. Trời ạ, hồi anh về cũng là mười mấy năm rồi đấy. Chú là, anh nhớ là, chú là gầy tọp này, ẻo lả như con cò tránh mưa ấy. Giờ chú trông hoành tráng quá đi mất. Này, thế vợ con thì chưa? Vẫn ở với bố Vạc đấy chứ? Chưa, 25, 26 tuổi đầu. Lấy vợ làm gì cho nó phí ra? Em phải ăn chơi cho sướng đã. Với lại, em phải quản lý cho bố em. Giờ làm ăn lớn lắm. Thôi, anh lên xe em đưa anh về. Đi. Anh đưa em cái mũ lá. Ấy, sao lại vứt đi? Bây giờ ai còn đội cái mũ này nữa? Anh đội trông tầm bỏ sư. Hôm nào anh về, em sẽ sửa cho anh bộ tóc, trông cho nó tư cách. Đi. May quá, con ra đến đầu làng thì anh đành hỏi thăm đúng con. Không á, anh tìm nhà mình còn mệt. Chú ạ. Ừ, anh ngồi. Dạ thưa chú, vợ chồng con lâu lắm không được về thăm cô chú và các em. Thật là bất hiếu. Khổ cái là vì hoàn cảnh nhà bận quá nên... Thôi, anh không phải trình bày. Anh chả bấn gì. Chỉ bấn tiền thôi đúng không? Uống với tôi chén trà nóng đã. Dạ. Vợ chồng con cũng cố chuẩn bị được ít tiền để biếu chú và góp giỗ tổ. Mới lị vợ con cũng bảo gửi về 5 cân gạo nếp và con gà súng thiến để chú làm lễ chứng giám cho lòng thành của vợ chồng con. Anh chị định biếu tôi bao nhiêu đây? Sao bố lại hỏi như thế? Ít nhiều cũng là tấm lòng của anh chị chứ. Dạ thưa, có 500 nghìn thôi ạ. Với lại, vợ chồng con cũng cố chuẩn bị thêm 500 nghìn nữa để góp giỗ tổ. Khá lắm. Tôi hỏi tiền ấy là để biết tấm lòng của anh chị. Chứ nghèo ấy mà cư xử như thế là khá lắm. Dạ. Thôi, anh uống nước đi. Rồi thằng cò nó dắt anh đi nghỉ ngơi nhá. Dạ. Anh đi với em. Cháu xin phép chú ạ. Ừ. Anh đi em. Anh ngồi đây. Anh để em đi kiếm cái gì anh em điểm tâm giải khát cái đã nhá. Ừ. À, phòng tắm ở bên này. Nếu mà anh muốn tắm nước nóng thì anh gạt cái robinet sang bên màu đỏ ấy. Đợi em chút nhé. Đây, anh em mình giải khát điểm tâm tí. Cả ly. Anh đừng có cố, cứ từ từ rồi sẽ quen. Anh ở đây chơi 1 tháng là sành điệu ngay mà. 1 tháng nữa à?
một tháng sao được. Anh chỉ nghỉ làm 3-4 ngày là cả nhà đói to. Còn việc học hành của các cháu chứ. Thế anh làm thợ mộc một ngày được bao nhiêu? Anh nói thật, mỗi ngày để ra cũng được 30.000. Hả? 30.000 mà nuôi cả gia đình? Đủ làm sao được? Còn chị ấy nữa chứ. Làm nông nghiệp này, trồng hoa này, nuôi lợn này, cũng thêm được chút ít chứ. Thảm nào, ông Thỉnh bảo nhà anh chị hoàn cảnh lắm, phải tính cách khác. Em sẽ giúp anh. Đã là anh em, không giúp nhau thì giúp ai? Nào, uống. Uống đi. À. Ôi, bác Hải đi cả tóc sớm thế. Hôm nay đi câu ếch sớm nhỉ? Ôi dồi, quả này nhẫn nhỉ? Mà này, sao tóc tai bù xù thế? Làm một quả đầu trọc như anh có phải sáng láng, nhìn đẹp trai không? Chết, không được, lọc của em đấy. Em bây giờ mà cạo trọc như bác ấy, ếch nó nhìn lạ, nó sợ, nó đếch vào. Này, bên quán bên kia cô chủ quán trông ngọt nước nhỉ? Sao bác không sang làm tí? Đấy là việc của trai trẻ các chú. Anh có nơi có chốn cả rồi. Thì em với bác sang làm ấm trà đi. Thôi thôi thôi, anh phải cắt nốt tóc nhé. Xong rồi còn gì nữa? Phải chỉnh sửa thêm tí. Thôi, sang làm ấm trà đi, bác giúp em tí. Đi. Này lắm đấy nhé, chuyện này gái ngu cả chú. Hôm nào biết bác gặp ếch. Này, cho hai cốc trà nóng nhá. Mấy đứa thuốc thơm luôn. Thuốc thơm làm gì? Vâng. Cho mấy đứa thăng long thôi. Dạ có ngay ạ. Ngồi đi. Dạ trà của hai anh đây ạ. Thế thuốc men thế nào nhỉ? Dạ quán em không bán loại thuốc đấy ạ. Lại đây, lại đây. Dạ. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Dạ thôi em đứng cũng được ạ. Giới thiệu với em, đây là anh Tỷ Ếch. À, anh Tỷ thì em lạ gì? Hôm nào đi câu ếch mà chẳng đi qua quán em anh Tỷ nhỉ? Ồ, thế cô Mơ cũng biết tôi à? Cô Mơ có thích ếch không? Hôm nào tôi gửi cho một cặp. Dạ, bây giờ em đang bận. Thôi ếch để lúc khác nha. Đấy, em biết ngay mà. Số của em nó hẻo lắm, không ăn thua đâu. Tại chú, chưa chi đã nói chuyện ếch. Người ta có phải ếch đâu, mà mang ếch ra giữ. Thật ngố quá này. Thôi anh cứ ở đây thôi. Không ổn rồi, em đi đi. Ok. Cô ấy còn ra nữa cơ mà. Thôi thôi, em đi. Ok. Tỷ ơi. Tỷ. Vâng. Dạ vâng, chào cô. Chào cô. Chào bà. Vâng, chào thầy ạ. Dạ. Tôi chào anh chị ạ. Anh Đảnh. Dạ. Cứ để đấy cho người ta dọn. Vào đây tôi nhờ việc này cái đã. Có việc gì thế hả cô? Có việc hệ trọng, phải cần đến người nhà. Việc hệ trọng ạ? Việc gì thế ạ? Khổ quá. Việc tiền năm. Vào đây. Anh Đảnh, chữ nghĩa có rõ ràng sáng sủa không? Dạ, chữ thơ mộc mà cô. Vào đây. Anh viết cho tôi mấy cột. Tên người này, số tiền phúng này, địa chỉ này, ghi thật rõ ràng vào. Để rồi cho thằng con nó còn biết đường ăn ở với người ta. Dạ vâng. Ông sĩ này. Ông sĩ. 300. Ông sĩ 300. À, được. Chữ nghĩa thế này, rồi ra cũng không khổ đâu mà lo. Nhờ? Dạ. Minh Huấn, phố Minh. Huyện, 200. Minh Huấn, 200. Nhà Hải, thợ may trên huyện, 500. Úi giời, sao người ta phúng cho thầy nhiều tiền thế nhỉ? Thế này thì ăn thua gì? Mà ra riêng á, còn gấp mấy lần ý. Thế cơ ấy à? Ông này, tôi xem ý cái thằng Đảnh ấy cũng là người thật thà, chịu thương chịu khó, chẳng nề hà việc gì. Người thế mà lại nghèo, kể cũng lạ nhỉ.
Chưa đến lúc thánh ban lập, làm sao mà có của ăn của để được. Đủ ăn, con cái học hành tử tế, lại có tiền góp họ, như thế là giỏi. À, ông này, tôi nghe thằng Cò nói, ý thằng Đành, nó muốn ông truyền nghề cho nó để nó kiếm cơm thiên hạ. Này, thằng này tôi xem ra cũng có hiếu nghĩa, có trước có sau ra phết ấy. Chỉ phiền một cái là nó lại là cháu rể, dâu con, rể khách. Nghĩ cũng khó khó ông ạ. Chuyện đúng là thế. Cái nghề thợ mộc xem ra cũng lồng bồng lắm. Ờ, thằng Cò thằng Đành đi đâu mà mãi chưa gian cơm nhỉ? Nó đang giúp tôi soạn tiền phúng lễ ở trên kia. Thằng này thật thà mà cẩn thận lắm ông ạ. Thật thà chứ thế là tốt. Cò ơi anh Đành ơi, xuống ăn cơm đi. Ông vẫn đang đợi đây này. Vâng. Ê tôi chết. Sao cô chú không ăn cơm trước đi? Đợi bọn cháu thì biết đến bao giờ ạ? Ờ thì cũng đợi anh xuống. Muốn hỏi anh một số chuyện mà. Bố. Bố xem bố cho anh học đạo thì chú còn thấy anh chị khó khăn lắm ạ. Thưa cô chú, vợ con một côi từ nhỏ, được cô chú nuôi dạy, nên chúng con luôn coi cô chú như cha mẹ. Con mong chú truyền cho y bát để về làng còn kiếm cơ. Mong chú thương tình ruột thịt mà. Vừa rồi cô anh có nói với tôi, giờ lại thằng Cò. Như thế được tôi nhận làm đệ tử. Có điều ấy, sau này vì lý gì mãi không làm nữa thì không được mang những điều bí mật được dạy nói cho ai, ngay cả vợ anh cũng không được phí lời. Dạ, vâng, thưa chú, con sẽ làm theo đúng lời chú dạy ạ. Anh phải ở lại đây 3 tháng, học những điều cơ bản, từ cách ngồi, cách đi, cách đứng, cách gieo quẻ, giở quẻ, cách xem tướng, xem chân gà, chân lợn, hô, hét, gió, mưa. Ôi trời, gió mưa ấy ạ. Chưa hết đâu. Dạ. Anh cũng phải biết vài chục câu chữ tàu. Vâng. Biết nghĩa mà giảng giải. Vâng. Viết được tên người ta bằng chữ tàu và các lá sớ in sẵn. Vâng. Như thế người ta mới tin. Vâng. Từ nay, ban ngày ngoài việc nhà ra, thằng Cò nó sẽ kèm anh, dạy anh từ cách ngồi, đứng, đi lại, ăn, nói ra sao cho đúng dáng một ông thầy. Dạ, con xin đội ơn cô chú ạ. Con xin hết lòng để khỏi phụ ơn cô chú. Dạ, thực lòng con như vậy ạ. Bu ơi, có thư của thầy gửi về. Em gặp ông Đỗ Thư ngoài đầu làng. Ông ấy nhờ em mang thư của anh về cho chị. Thế à? Thư đây. Này Trang Đoành, mày đọc lên cho Bu mày phấn khởi. Núi đảo, ngày mồng 6 tháng 3. Bu thằng Đoành nhớ thương. Tôi đã ở nhà cô chú Vạc, làm đủ nhiệm vụ mà mình giao. Đóng góp xây mộ họ, dỗ tổ. Cô chú Vạc bảo tôi báo với mình là ở lại thêm 2 tháng. Cái gì? 2 tháng? Cô chú ấy gửi cho mình 4 triệu đồng để chi tiêu trong nhà. 4 triệu đồng à? Thật không? Đúng rồi, 4 triệu đồng tỷ à? 4 triệu cơ à? Ừ. Quán này bác Trèo Đành lên đời rồi, oách thế. Này, hôm nào bác hãy oánh điện về, chỉ bảo em lên tận quê đón bác ấy cho. Thôi, em về đây. Vâng. Ừ, tao về nhé. Mẹ phải mua quần áo mới cho con đấy nhá. Sư nhà anh, thế còn nghe ngoài kia, mấy đứa bố láo nói thầy anh đi lấy vợ 2 nữa không? Hay quá, sao có quần áo mới rồi? Tê. U. Cách. À. Bị. Nhà anh có điện thoại không? Ăn con trà đủ, nói gì đến điện thoại. Không có điện thoại thì sẽ không nối được mạng internet. Như thế việc nó sẽ kém linh. Ờ, thế ở làng anh không có đường dây điện thoại của xã à? À, anh nhớ ra rồi. Ở đầu hồi nhà anh có đường dây điện thoại của giao thông xã. Thế thì tốt rồi.
anh cứ về làm cho em hai cái kẹp, kẹp trộm đường dây điện thoại. Xong. À, cái việc nối trộm đường dây điện thoại anh làm được, dễ thôi mà. Anh phải tập làm quen với máy vi tính đi. Cái cốt nhất là phải đọc được thư điện tử. Còn chữ tàu không khó đâu. Em đã cài sẵn mấy chục chữ ở trong này rồi. Có cả giải nghĩa nữa. Anh cứ vô tư đi, không khó gì. Ơ này, thế tôi tưởng học nghề có sách chữ nho rồi, lại có cả máy tính nữa kìa. Vứt luôn đi. Bây giờ thời đại A còng rồi, bố em nhá cũng không có chiêu này đâu. Học trên máy tính nhanh hơn. Em truyền riêng cho anh đấy. Kể ra thì học máy tính cũng khó thật đấy. Phải gắng lên ông anh ạ. Thế thì mới có cái mà chén chứ. Nhưng thôi được, anh sẽ cố gắng theo chú mày. À, bê, đê. Cái lão thèo đảnh thợ mộc ấy, đi đâu đến mấy tháng rồi bà Việt nhỉ? À, nghe đâu lão lên trông trông chú vợ ở trên núi đảo ấy, xây biệt thự hay khách sạn gì đấy. Thế à? Mà lương cũng cao lắm. Tao nè, gửi tiền vào cho vợ mấy bận đấy. Bạch quá nhỉ. Mà con cái lão đảnh bây giờ ăn mặc trông cũng già dáng lắm. Này, chỉ mong lão thèo đảnh được bỏ nghề thợ mộc. Tay nghề lão cao, lão bỏ thì phí của lắm. Đúng đấy, bỏ đi phí quá. Phí của lắm. Quá nhỉ. Bỏ đi phí quá. À đây, tí ếch. Lấy tao bảo ra. Ra đây, ra đây. Anh lại đòi tiền cắt tóc em gì? Mấy hôm nữa câu được ếch bán em trả. Cái thằng này. Mấy nghìn bạc của mày tao đòi làm gì? Mà hôm nay mày không đi câu ếch. Đi đâu này? Đi đâu đi hả? À, em đi lên núi đảo đón ông thèo đảnh. Làm gì mà phải đón? Lão đi tứ xứ giang hồ. Việc gì mà phải đón với trả rước? À, thèo đảnh nhờ em lên núi đảo sách của ông ít đồ. Nghe nói ông vạc cho nhiều đồ lắm. À, ra thế. Thế thì đi đi, kẻo lỡ xe. Nhờ rời. Mà lão đảnh khá lên á. Có mà trời mưa to. Thôi em đi đây. Hôm nào về em câu cặp ếch tiếu đại ca uống rượu. Trừ tiền cắt tóc nhá. Thôi em đi. Đúng là thằng tỷ ếch hầm quá. Anh tỷ đóng bộ vào trông còn tươi lắm. Rồi á, ối cô mê. Chú cho anh mấy bộ quần áo xịn quá. Anh mà đóng bộ về có khi cả làng lác mắt ấy. Nhưng mà chỉ mỗi tội túi lép quá. Anh ấy phải tuyệt đối trung thành với anh đành. Rồi 1-2 năm nữa lại có tiền mua xe máy chứ lị. Lúc ấy thì lo gì không có vợ, gạt ra không hết ấy. Anh sẽ trung thành tuyệt đối với anh thèo đành. Chứ làm cái nghề câu ếch như anh, kể nó cũng đủ ăn. Thế nhưng mà nó hèn lắm, đứa nào nó cũng khinh. Để em. Ngoài bộ vi tính này ra thì thầy bói phải đeo. Đây là loại kính đặc biệt, lúc hành nghề phải đeo vào, tha hồ mà quan sát mọi người. Cảm ơn em. Vết thương em làm anh còn đau lắm không? Không, chỉ đau nháy nháy thôi, không hề gì. Anh phải nhớ nắm lấy thời cơ. Phải biến thằng tỷ ếch này thành kẻ tuyệt đối trung thành với anh. Nó phải là tai mắt của anh. Anh hiểu chưa? Em yên tâm. Anh nhớ rồi. Nhá. Khỏi lo đi. Anh đành. Chúa. Vào thắp hương lạy các ngài đi cho nó thuận. Dạ vâng. Giờ này đi là tốt lắm. Vâng. Con xin phép chúa. Mưa gió thế này, không biết thầy mày có mang theo áo mưa không? Nhỡ cảm lạnh thì khổ. Nhà ông trẻ thế nào chả có áo mưa. Bu đừng lo. Ngộ nhỡ trên đấy không mưa thì sao nhỉ? Sao thầy lâu về thế? Ê chú. Hả? Tôi có 50.000. Chú cầm tạm. Ông đừng buồn cười bỏ sư. Ông nghĩ tôi là người thế nào? Đã bảo mưa gió cho đi nhờ là đi nhờ. Không tiền nong gì cả. Thôi, hôm nào gặp nhau, rảnh rỗi, uống với hai ông bữa rượu là được rồi. Đi nhá. Ê anh ơi. Đang mưa rào, em tranh thủ đi làm cặp ếch để uống rượu. Ui, ếch nhai để khi khác. Ê, chú, cảm ơn chú nhé. Rồi. Khi nào rảnh, chú sẽ qua đây chơi nhé. Cứ hỏi thèo đành, thợ mộc thì cả làng ai cũng biết. Ta làm bữa rượu nhé. Thế là vui, nhất định tôi sẽ tìm hai ông. Đi nhá. Chú đi nhá. Trông thế mà tốt nhỉ. Tại mưa rồi đấy. Vâng. Anh bảo này. Nhưng em sợ có giống không? Nếu không giống người làng nó cười cho đấy. Chú yên tâm đi, con chuẩn bị trước cả rồi.
đây này. Úi giời. Nhá, nhá. Vâng. Thôi, mang tất cả đồ quẳng ra ngoài sân. Nhớ để lại cái vi tính đấy. Vâng. Chỗ này nhá. Đây, đây. Vứt đây à? Đấy. Đấy, đứng đây, đứng đây. Đây. Nào, nào. Đấy. Nằm xuống đi. Bà con ơi, sét đánh trèo đánh rồi. Bà con ơi, sét đánh trèo đánh rồi bà con ơi. Bà con ơi, sét đánh trèo đánh rồi. Được, được. Nữa đi. Bà con ơi, sét đánh trèo đánh rồi. Sét đánh trèo đánh rồi bà con ơi. Bà con ơi, sét đánh trèo đánh rồi. Này, từ khi Tây Đảnh Thợ Mộc bị Thiên Lôi hỏi thăm, các quán xá trong làng đông hẳn lên. Đúng rồi. Ngay quán của Mộng Mơ, mọi khi vắng teo, bây giờ cũng đông kín cả bản. Ối tay tò mò, huyện xuống tìm hiểu xem thực hư thế nào. Lại có cả một nhà báo ở tỉnh xuống nữa. Cô ta chụp cả mấy chục bộ ảnh với thẻo đánh. Ui dạ. Lại chụp cả vết thương bị sét đánh nữa. Trông gớm chết. Này, thế trông vết thương thế nào? Ê, trông hại lắm. Xám đen như vết khói. Đó mà chạy đi 5 phân, vào ngực thì là thẻo đánh đi đời rồi. Này, hôm qua tôi có mua nải chuối ra thăm, gọi là người cùng làng với nhau. Ôi dồi ôi, lão ngồi xếp bằng tròn, hai mắt thì nhắm nghiền, mà cái đầu thì lắc lư như người lên đồng, lạ lắm. Hôm qua lão Lư đến đây uống rượu, nói là thẻo đành 3 ngày 3 đêm cứ nhắm mắt thế này này, gọi không nói, hỏi không thưa, này cứ như là hồn thăng đi đâu mất rồi. Ôi dồi ôi, ghê thế. Thôi thôi thôi, mọi người phải cảnh giác, không nghe tin đồn thổi rồi cả xã lại vi phạm tiêu chuẩn văn hóa, mới tín dị đoan, mất điểm thi đua đấy. Này, chú đừng có nói thế. Tôi nghe những người bị sét đánh mà không chết á, linh thiêng lắm. Chú đừng có bám bổ. Nếu sét đánh thật, thì có kiêng có lành. Phải đợi xem lão thẻo đành về nhà, có tỉnh táo không đã. À, đúng rồi. Ờ, tỷ anh, bà đi uống rượu đã đi. Bà đi uống rượu đã đi. Ê, đông vui quá nhỉ. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Rót cho nó đi rượu. Đây, 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 đây. Chào chú. Rồi. Đây, uống đi. Uống đi, uống đi. Vâng. Em trả bác tiền cắt thóc. Úi giời. Vị chi là 2 lần, là 8.000. Còn 2.000 biếu bác. Anh xin chú. Ôi, tiền đâu mà nhiều thế? Nứt hết cả ví thế này. Nhiều tiền thế. Chúng để hả? Đâu đấy? Có khi chúng để thật đấy. Chúng để đâu? Chả là hôm nay bác chào đảnh nghe bác cái trò mới Lộc Thánh. Lộc Thánh à? Lộc Thánh là thế nào? Chú kể cho mọi người nghe với. Hôm chị Miệt, chị nhờ em cõng bác thẻo đành từ trạm xá về. À. Thế rồi về đến đầu ngõ, bỗng nhiên bác ấy mở mắt thì thầm vào tay em. Bác ấy bảo là mai ra ao làng làm con ếch. Thánh cho Lộc đấy, nhớ dán cho tao 2 cái đùi. Thế nói xong bác ấy lại dám mắt ngủ tiếp. Ao làng làm đất gì có ếch. Ngồi đây mà. Thì em cũng nghe như các bác ấy, nhưng mà nghe theo lời bác đành bác ấy phán. Thế là em vác cái cần ra, rồi em móc cái hoa mướp vào cái lưỡi câu. Thế là em mang dao em nhử thôi. Nhử được một lúc thì thấy quặp, mất hút cái hoa mướp. Thế là em chỉ việc nhấc lên thôi, một bác ấy cụ à, phải 3 lạng. Ôi con ếch cụ, lấy đâu rồi mà lắm. Im, người ta nói cho mà nghe. Em mới cho chú ếch vào giỏ mang về. Nhớ lời bác đành dặn, em mới mang ếch ra làm thịt. Thấy chú ếch cứ há mồm kêu oạp oạp. Lạ quá, em mới banh mồm ra nhìn vào, thì thấy cái gì lóe sáng vàng chóe. Cái gì? Em mới mổ nó ra, móc trong cổ họng nó một chiếc nhẫn to ra phết. Thế nhưng mà em trông nó cứ thế nào ấy, em nghĩ là nhẫn đều, em vứt ra ngoài làm ếch tiếp. Vàng thật đấy. Thế chú không nghĩ đến lời lão đành nói à? Vâng. Làm xong chú ếch cụ thì em ngồi uống nước, em chợt nhớ bác đành dặn, em mới cầm chiếc nhẫn sang nhà bà cô mượn con mình bịch vút vào lên vào cửa hàng vàng. Vào cửa hàng vàng. Cửa hàng vàng à? Thật hay giả? Thật hay giả đấy. Để cho tỷ nó kể tiếp. Kể đi. Như thế nào? Mụ chủ hàng vàng đứng trong quầy hỏi, có gì bán không? Thế là em mới rút đưa cho mụ chiếc nhẫn, không nói gì cả. Thế mụ ta nói là vàng gia bảo, có bán không? Em gật luôn. Đúng rồi, phải gật chứ. Thế rồi mụ đặt cái nhẫn lên cái cân bé tí to hơn cái chén này. Mũ đã bảo là non 2 chỉ, nhưng mà vẫn giả đủ 2 chỉ. Rồi mũ ấy đưa cho em một đống tiền mới cứng, cầm run hết đầu người. Đâu xem nào. Còn nguyên. Mới không? Ôi giời ơi. Nhiều tiền quá. Cái lão thẻo đành bị trời đánh không chết ý,
có khi lại hóa thành thầy phép cũng nên ý chứ. Đúng đúng đấy. Đúng. Lạ thật đúng nhỉ. Này, nếu mà cái não thẻo đành mà thành thầy phép thì nàng mình cũng đỡ. Mỗi lần cúng bái cứ về sai tận nàng hạ. Mời cái não nạt ngọng lại còn ngọng niêm ngọng nô nhỉ. Này này này, tôi chả tin đâu. Chắc lão ấy gặp may thôi. Lão ấy có giỏi thì đi trừ ma cái nụ rắn đi. Hai ba hôm nay chúng tôi đi tuần nhé. Có con ma trẻ con kêu gào như mèo đụng cỡn, sợ lắm. Này, nhà tỷ ếch ở gần đấy, có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Có. Cứ khoảng 12 giờ đêm, nó kêu cứ ảng ngặc như là bóc cổ trẻ con. Em toàn phải bịt ông ở lỗ tai em ngủ đấy. Hay là đêm nay lúc nào con ma nó lên cơn nó khóc. Các bác thử đến nhờ bác Đảnh xem bác có dám ra không? Chú tỷ cứu ếch, thế mà thông minh gớm nhỉ? Đúng, đêm nay đi tuần, nếu thấy con ma nó khóc, chú Hậu cứ vào nói với dân làng, nhờ lão Đảnh trừ ma giúp. Xem lão nói thế nào. Này, con mà chạy mất cả dép ý, bay cả tóc ý. Lão ấy là chúa nhát, tôi biết mà. Này, tôi nói nhé, nếu lão Đảnh mà trừ được ma ở cái làng này, tôi khao các chú cả tuần ăn cháo lòng không phải trả tiền. Còn em á, em sẽ mời mọi người và anh Đảnh uống cà phê sữa nhà em cả ngày. Thôi, các bác cứ đánh chén nhé. Em xin phép lên huyện làm con đài ép phone về đi câu ếch nghe nhạc cho đỡ buồn. Hay thật, tỷ ếch buôn ếch nghe nhạc để câu ếch. Làng ta có chuyện lạ rồi, tôi sẽ cố cối chuyện ly kỳ cho mà xem. Anh nói cho em nghe, hôm nay tỷ ếch được 2 chỉ vàng. Thế em ghi cho anh con 21 15.000. Đúng rồi còn gì nữa. Đấy, cái đống này tròn đấy. Cái thẻ nó đỏ, sợ lắm. Tiếng nó kêu như bị chẹt vào cổ nhỉ. Sợ lắm. Này, bây giờ thế này nhá. Ông về tìm thêm mấy thằng nữa. Được. Để tôi đi tìm ông Phong. Rồi. Lôi ông Phong sang nhà Thảo Đành, mời Thảo Đành đi bắt ma. Đúng rồi. Chắc được không? Nhá. Được. Thảo Đành mà bắt được ma cơ. Kiếp lắm. Thảo Đành mặc áo the đen, đầu đội khăn xếp, đeo kính chôn bát, đeo hổ lô vai nhá, tay cầm một nắm hương đỏ, băng qua cái đồng tiến thẳng vào bãi tha ma. Ơi, Thẻo Đành tay cầm nắm hương tiến thẳng đến chỗ con ma. Thế cả. Bọn tôi đứng sau chiếu đèn, thấy Thẻo Đành tả súng hữu đồn với con ba cái tóc dài, rồi hương tắt, những đốm lửa nhỏ biến mất, tiếng khóc cũng im bặt. Tôi bảo có khi Thẻo Đành bị ma bắt rồi. Vừa nói xong thì Thẻo Đành lu xuất hiện. Chà, ôi dồi ôi, thiêng thế. Vừa nói thầy Đành đã đến rồi kia kìa. Đúng rồi. Thầy Đành ơi, em mời bác bắt tiết canh, bác ăn cháo lòng ạ. Thầy Đành ơi, vào quán nhà em uống cà phê rồi kể chuyện bắt ma cho em nghe với nhá. Ôi, em chào thầy. Thầy ra cắt tóc hàng em ạ. Dạ, có đến 3 tháng rồi còn gì. Dạ, em mời thầy vào hàng em sư phụ miễn phí ạ. Dạ vâng ạ, quý hóa quá. Lâu lắm rồi thầy mới đến quán em. Mới có mấy tháng chứ bao nhiêu mà. Rồi, thế cũng là lâu lắm rồi đấy ạ. Ôi giời ơi, khăn bẩn thế này còn chưa thay à? Dạ, thưa thầy, em cũng muốn thay lắm rồi đấy ạ. Nhưng mà hoàn cảnh quá thầy ạ, thầy thông cảm nhé. Cắt đi. À thầy ơi, sáng nay bà con đều được nghe chuyện thầy trừ ma cho làng, bà con phấn khởi lắm ạ. Đều nhất trí ủng hộ đóng góp tiền để xây miếu như lời thầy phán ạ. Báo cáo với thầy, em nghèo như thế này nhưng vẫn đóng góp 50.000 đấy ạ. Tốt. Mặc dù vợ em ấy nó ốm 2 tháng nay không đi chợ được, rồi thì tiền học này, tiền hành của 2 con ạ cũng thiếu lắm ạ. Dạ em hoàn cảnh lắm đấy ạ. Dạ mong thầy. Ấy, tóc này của thánh bạn không cắt được. Dạ vâng ạ. Thầy ơi, em hoàn cảnh lắm, em xin thầy một ít lộc của con đề, khoảng 10 triệu, không gia đình em dạ. Em hiểu ạ. Dạ em hiểu ạ. Thầy đợi em một lát ạ. Thầy đợi em một lát rồi em lại ngay ạ. Thầy cứ ngồi đây ạ. Đi đi, đi đi. 04, 04, 40. Còn gì? 04, 40 hả? Ông ấy đánh em lộn đi. Đi đi, đi đi. Ủa? Ủa? Cái gì đây? Cái gì này? Gì thế hả cô cạo? 50.000 cơ à? Đánh đề. Đánh đề. Đánh đề à? Kết con bao nhiêu?
500.000 đề con 50. Ủa? Sao nhiều thế? Thằng cha này mơ mẩn gì mà đánh 500.000. Mơ không đấy? Con không năm, 50.000. Mơ à? Mơ à? Mơ rồi. Này. Mơ rồi. Mơ. Sao đây chỉ có 500.000? Ờ, thì đây là tiền tươi, còn con không năm, 50.000 cho anh báo gió. Này, thắng thì chia cho em 1% nhé. Rồi, em yên tâm, anh mà thắng thì không tiếc em cái gì cả. Nhớ nhá. 500.000 con 50 còn không 5 này. Này, vẫn còn nợ đi nhá. Cắm nốt đi mà đánh nhá. Bán nốt đi nhá. Thôi, kỳ nốt nhá. Chú đánh con nào? Đi rồi, đi rồi. Không muốn 50. Hay thật, thoát một cái từ ông thợ mộc không một xu dinh túi nay trở thành ông thầy pháp thèo đành cả làng này. Cái thằng này ăn nói báng bổ, không sợ trời xanh trừng phạt, ông bị xét đánh không chết, ăn không phải người thường. Chưa biết thế nào đâu ông anh ơi, cứ phải thực mục sở thị mới biết được. Thôi làm đi ông ơi. Ui giời ơi, ngày mai là ngày đóng tiền cho con. Ấy vậy mà, có mấy trăm bạc để đóng tiền học cho con, ông đã nướng hết vào để đóm. Thế này khổ thân tôi chưa? Ngày mai mà không có tiền nộp cho con thì làm sao tôi dám đưa nó đi học? Rồi ơi là rồi. Cô thôi đi nào. Làm gì mà ấm lên thế? Lát nữa tôi vay tiền bà Phiệt tôi gửi về cho. Đây đây đây, lại cãi nhau kìa. Vợ chồng bà này không biết lát nữa anh Khư nhà ta mà trúng 30 triệu thì chị Sen có cho vào nhà không nhỉ? Có cho vào không? Này này này, tôi nói cho các ông biết nhá. Bà Sen mà không cho ông Khư vào đây ý, thì không biết em mộng mơ của mình hôm nay ra làm sao đây. Có 30 triệu thì em để cửa cả đêm chờ anh Khư ngay. Này tôi nói cho mà nghe, ông Khư này ấy, cứ đánh 500.000 không khéo ra đê sớm. Này chưa biết đâu đâu, hôm nay nhá mà nổ con 09 nhá thì tôi khao các ông uống bia nhuệ. Ôi giời, cao đất dày ơi, ông bảo thằng thèo đảnh cho số thánh kiếm được vài chục triệu. Ôi giời ơi, sao mà ngớ ngẩn thế không biết. Thằng thèo đảnh đang sắp chết rồi kìa. Cho ai? Cho vợ lão có hơn không? Đúng là cái đồ. Này, tí nữa mà không mang được 500.000 về thì tôi cấm cửa. Ngủ đâu thì ngủ biết chưa? Rồi. 50. Khư ơi, để về 50. Khư ơi, để về 50. Để về 50. Đúng con ông đánh rồi. Chúng to rồi. Chúng chưa? Chúng rồi. 35 triệu. Khao tất cả anh em. Anh em yên tâm, tớ sẽ khao tất cả anh em một chầu nhậu bét nhà. Chúc mừng anh. Anh cảm ơn em. 35 triệu cộng với 2 triệu an ủi là 37 triệu. Đây rồi, em yên tâm, 37 triệu ấy mà. Em đếm đủ cả rồi, anh đếm lại đi. Thôi, anh không phải đếm. Đây, anh thưởng em 1%, đúng như quy định. Đây. Vâng. Đây. Em xin. Còn đây, anh thưởng em tiền phấn khởi. Thôi, anh về. Anh về nhá. Chào các bạn. Mình về, hôm khác mình sang xả láng. Khư ơi, lát nữa chị Sen mà không cho vào nhà ấy thì ra đây ở với em chờ. Em chờ. Xin phép các bác cho em vào nhà thầy đảnh tí ạ. Vâng. Đẹp quá nhỉ. Cờ phướn ngũ sắc đẹp quá. Đúng là trời độ cho thầy cứu người đấy. Vợ chồng mình vào đi. Đi. Ôi bác Tỷ đấy à. Hôm nay bác oách quá. Này, bỏ điếu thuốc. Em xin bác. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Dạ thưa thầy, hôm nọ thầy có ra quán em cắt tóc ạ. Dạ. Thầy có thương hoàn cảnh của vợ chồng em trình bày. Thầy cho em con đề 50. Em đánh chung ngay 35 triệu ạ. 35 triệu đấy ạ. Dạ hôm nay vợ chồng em có chút lễ mọn ạ. Dạ. Và 1 triệu ạ, nhờ thầy tạ thánh hộ ạ. Dạ. Dạ,
Em xin thầy tha thứ cho em ạ. Dạ, em ăn nói có điều gì không nên không phải. Dạ, xúc phạm thầy, mà cũng là phận đàn bà. Xin thầy lượng thứ cho em ạ. À, tỷ. Sếp Tiến, thế cũng biết đường mò tận đây cửa. Ui giời, chuyện thầy Pháp đành bị chơi phang, ai mà chả biết. Cây gì sang ngang? Thầy Pháp đành bị trời phang, ai cũng biết. À, thầy bị trời táng quả nặng quá. Chứ sao, may mà hôm đấy tôi té sớm, không thì nát cả cái xe rồi đấy. Thầy đâu? Thầy đang tiếp khách làng, lễ tạ chúng đề. À, thế tôi chờ một tí cũng được. À, lấy cho mượn cái mâm để hạ đồ lễ. Úi dồi ôi, của mấy nhà mà nhiều thế? Của mỗi mình nhà tôi thôi. Thơm nhỉ? Này, sao lại ít hà như thế? Đồ lễ chưa lễ lại ít hà thì phải tội méo mồm đấy. Ơ này, sao lại cho vào đây? Ôi, chú Tiến đấy phải không? À, dạ vâng ạ. Hôm vừa rồi, anh về nói chuyện với chị là chú cho đi nhờ xe ô tô đến tận cổng làng mà không lấy tiền. Ôi, quý hóa quá. Đấy là nhờ ơn trời Phật cho em được gặp anh ấy, thì mới có lộc lớn như thế này. Em nhớ là hôm ấy, anh ấy đưa cho em tờ 50.000. Em nhất định không lấy. Anh bảo là đây là lộc thánh cho chú, chứ tiền bạc nghĩa lý gì. Mãi đến hôm kia em mới chợt nhớ ra, em phang luôn có để 50. 1 triệu tiền em vừa lĩnh lương xong. 7:30 tối em xem kết quả, ăn luôn 70 triệu. Thế à? Thế cho nên tôi gọi là của ít lòng nhiều. Em mang đến lễ. Chú vào đây, chú vào đây. Vâng, chị cứ để kệ em. Đây, đây, đây. Chú để lên đây. Dạ vâng. Dạ, chúng em xin phép thầy chúng em về để thầy tiếp khách ạ. Nhanh lên. Dạ, thưa thầy là em có chút lễ mọn này dâng lên thánh ạ. Dạ, còn cái này con biếu thầy để thầy dùng riêng ạ. Được. Bác Triệu, bác Triệu. Có chuyện gì mà chú hốt hoảng thế? Em đi tìm bác mãi. Em nghe nói có đơn kiện em về vụ cống đôi, ý kiến huyện thế nào ạ? Chú ta bỏ mẹ, cái cống 500-600 triệu mà xi măng sắt thép chẳng thấy đâu cả. Mới được nửa năm đã sập rồi. Biết anh nói thế nào? Dân kiện cống sập nước không chảy. Tội là của chú chứ còn gì. Khổ quá, bớt xén được hơn 300 triệu. Chia 5 x 7, có được là bao? Thế có đơn kiện thật hả anh? Có 4-5 lá đơn, chú phải lo gấp đi. Tay Hòa chủ tịch là ghê lắm đấy. Dạ. Ông ấy mà cho người sửa cống đôi sớm, mọi việc lộ ra là chú mất chức đấy. Dạ. Chú bé bé cái mồm, đứa nào nó nghe thấy thì mất nghiệp. Vâng ạ. Chú thấy quan anh thế nào? Khăn mới nhá. Đây, quách không? Lên đời chưa? Lên. Anh đầu tư ngót triệu bạc đấy. Hơn hẳn cái tiệm cắt tóc của lão khuyến hói trên phố huyện đấy nhá. Hơn là cái chắc. Mà dạo này nhá, quán của anh hơi bị đông đấy. Có một số đến cắt thôi, còn phần lớn là họ đến đây hỏi về thầy Đảnh và nhờ tớ tư vấn cho đấy. Gớm, đồng thế thiên hạ như rồ cả lên, ai cũng muốn giàu nhanh mà ai cũng muốn trúng đề. Em nghe nói thầy Đảnh bây giờ ít tiếp khách lắm, toàn ngồi thiền với lại nghịch vi tính thôi nhá. Thầy Đảnh đã giỏi, đã cao tay, lại còn dùng máy vi tính nữa, thì đã có mấy người quạch đấy. Quạch nhất đấy. Cậu tỷ lại nghiện cà phê sữa đến kìa. Tỷ, vào đây tỷ ơi. Chào các bác. Giải khát sớm thế. Này, trên ủy ban đang có chuyện kiện cáo tùm lum, mọi chuyện ở Mỹ hết cả lên. Thế thầy Đảnh có nói gì với cậu không? Em đi câu ếch, phong cảnh làng mình thì nó vẫn thế. Ôi giời ơi, không phải phong cảnh. Thầy Đảnh có. Bỏ cái tay ra. Cái gì? Thầy Đảnh có nói gì về cái chuyện kiện cáo trên ủy ban không? À, việc nhà thầy thì cái gì em chả biết. Hôm nọ vừa câu được cặp ếch bự, em mới mang sang biếu thầy. Đang ngồi hầu chuyện thầy thì ông Hòa phó chủ tịch đi qua ngõ. Thầy mới bảo với em là rõ khổ, nhà ấy vừa có phúc nhưng lại sắp gặp họa đến nơi. Em mới gặng hỏi định sang nhà Hòa kiếm tí, nhưng thầy bảo thiên cơ bất khả lộ, rồi lảng sang chuyện khác. Thế quả. Dạo này chú ăn đi làm ra, thế tình hình vợ con đến đâu rồi?
Em đi cô ếch lôm côm thế này, chả đứa nào nó thèm dòm ngó tới kìa. Hay là bác giúp em đi. Được rồi, chuyện đấy chuyện nhỏ, anh sẽ giúp. Chú cứ ra đây. Khối cô ấy, nhìn thấy chú ấy, liếc ngang liếc dọc, chỉ sợ chú không thích lấy vợ thôi. Ừ, bác nói thế nào ấy? Làm thằng đàn ông ai mà chả thích lấy vợ. Không lấy vợ có mà hóa điên. Phải cái phận em nghèo, có mỗi cái túp lều chui ra chui vào, với lại cái nghề cậu ếch vớ vẩn. Ê, sao lại nói thế nhỉ? Chú yên tâm đi. Từ ngày chú qua lại nhà thiên ảnh nhá, là tôi thấy chú chững chạc hơn rất nhiều. Ăn mặc cứ như trai huyện ấy. Được, anh sẽ giúp chú kiếm một cô vợ phải ra vợ. Bác nhớ nhá. À, chứ sao? Thôi thì thế này, sáng mai nhất định em sẽ biếu bác cặp ấy cụ. Ừ, lại ấy cả. Dạ mời anh ạ. Ừ. Anh thấy không? Em phải thuyết khách mãi thì thầy Đảnh mới đồng ý tiếp anh vào cái giờ hoàng đạo này đấy ạ. Ừ. Chú nhanh nhẹn tháo vát. Dạ. Chú giúp tôi lên thay cái chức giám đốc của lão đề. Dạ. Ừ. Tôi sẽ cất nhắc chú làm trợ lý cho tôi. Dạ vâng. Ừ. Cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Thế còn lễ lạt chú đã xong chưa? Úi giời, anh yên tâm, đầy đủ cả. Phong bì một vé. Ừ. Lễ ra mắt đầu tiên chỉ thế thôi. Nếu như mà thầy phán đúng, mình sẽ hậu tạ sau. Trong thế gì nhỉ? Số ông cao quá, ngài không về, tôi không biết làm thế nào được. Dạ thưa thầy, thầy cố xin ngài cho tôi một lần nữa. Đúng cái lúc quan trọng định đoạt cái ghế giám đốc của công ty mà tôi không biết làm thế nào. Dạ, thầy cố xin ngài cho tôi lần nữa. Dạ, do em hồi hộp quá nên là quên mất. Thầy cho sếp em dâng chút lòng thành lên thánh á. Dạ. Thôi được rồi, tôi sẽ cố xin ngài một lần nữa xem sao. Dạ. Số may đấy, ngài đã chấp thuận. Thế ạ, tốt quá. Xin thầy hỏi ngài xem đường đi nước bước thế nào ạ? Tôi phải làm gì ạ? Cái lão kỹ sư Trần Đề của tôi, lão ấy quyết định thế nào ạ? Lão quyết định tôi hay là lão kỹ sư từ đại học Nomonosov về ạ? Mononosov ạ? À, vâng ạ. Ui. Này, chú làm gì mà như gọi chó thế? Xe đẹp nhỉ. Khách nhà ai? Chắc chắn đến nhà bác Đảnh. Ôi giời, chú làm lỡ việc của tôi rồi. Chú không nhớ à? Ấy, thì thầy hẹn buổi trưa. Chắc chắn là món khách này hẹn trước, nên thầy không đường được. Ôi giời. À, thôi thì thế này, bác cứ về, nửa tiếng nữa quay lại. Chú này, em vào thúc thầy phán nhanh lên. Chú nhớ nhá, tôi chỉ gặp riêng một mình thầy thôi, còn tất cả vợ con thầy cho đi sơ tán hàng xóm hết. Chú nhớ đấy, đúng nửa tiếng sau tôi quay lại. Thôi được rồi, anh này chị ơi. Cái gì? Em để quên lon bia đang uống dở bàn. Ôi giời, thế mà cũng phải nhờ. Thằng này có bằng tiến sĩ đều, nó mà lên thì tôi chết mất. Dạ, thưa thầy Đảnh, thầy cao tay, thầy cao ấn, thầy trổ tài, thầy niệm chú để cho ông Đề nghiêng về phía sếp em ạ. Thầy yểm cho một cái lá bùa cho cái lão khôi phó tiến sĩ không ngóc đầu ngóc cổ lên được, để cho sếp em ngồi vào cái ghế giám đốc ấy. Vâng. Sau đó sếp em sẽ lễ tạ thầy thật là hậu hĩnh. Dạ vâng ạ. Tôi xin tạ thầy một chiếc xe máy ngoại nhập mới tinh ạ. Ừ. Tay trẻ lại tuổi tốt, hám gái lắm. Hãy tìm cho hắn một cô gái trông sáng nước, nhất định hắn sẽ mắc. Đúng quá. Em biết tay khôi là thích kinh nguyệt vi tính. Lần nào xuống phòng đánh máy tài liệu là lão cũng kiếm cớ ngồi lâu hàng giờ. Đúng rồi, cái nguyệt. Ông có sao tả phù hữu bật tại mệnh, có lên được hay không là nhờ mấy sao này. Có nghĩa là
ông phải chú ý đến những người thân cận ở bên mình, như chú Tiến, cô Nguyệt. Nhất định việc lớn ắt sẽ xong. Thầy đánh. Úi dồi. Dạ bẩm thầy, ông chủ tịch Hòa. Dạ. Thiên cơ bất khả lộ, phải tuyệt mật thì mới linh. Chú Tiến ở lại, tôi sẽ trao cho chú lá bùa. Vâng ạ. Vâng. Để dán vào bàn làm việc của lão Khôi. Rồi. Vâng. Dạ, thế để xin phép thầy. Này, chú phải tìm cách dán ngay. Vâng. Thứ hai, chú phải tìm cách đưa vợ Trần Đề đến đây. Vâng. Còn chú, vâng, phải thu thập đầy đủ mọi tin tức. Vâng. Rồi bảo cô Nguyệt gửi ngay thư điện tử vào máy cho tôi. Tôi sẽ tính tiếp. Vâng. Em sẽ thu thập đầy đủ tài liệu gửi đến cho thầy. Tốt lắm. Thôi, chú về đi. Vâng, em về đây. Ừ. Nhất định em sẽ đưa bằng được vợ lão Để đến cho thầy thịt. Ừ. Vâng. Tốt. Em về đây. Thầy ơi. Cái gì đấy? Vợ lão Hòa chủ tịch đến có cho vào không? Được, cho vào. Ừ. Dạ, chào thầy ạ. Ôi, chào bà phó chủ tịch. Dạ. Dạ, rước bà ngồi ạ. Rồi, thầy đừng gọi tôi như thế, mà nghe nó xa cách. Dù gì thì mình cũng là người cùng làng, là chỗ thân tình ngày xưa. Dạ vâng. Dạ, thưa bà, thế bà bỏ chút ít thì giờ để sang tôi, có việc gì của chính quyền phải không ạ? Dạ, tôi xin phép thầy cho tôi đặt ít tiền để mua nhang xin lộc thánh ạ. Ê, bà đừng làm thế, chỗ người làng với nhau cả mà. Dạ, thú thật với thầy, tôi nghe người ta nói, thầy bảo nhà tôi sắp có phúc lớn, lại có họa to, nên suốt cả đêm hôm qua tôi không ngủ được ạ. Thầy đeo cái kính đen xì xì thế kia thì nhìn làm sao được ạ? Đây là kính thánh ban cho tôi. Dạ. Từ hôm tôi bị thiên lôi đối mặt ấy, lúc dạ, tỉnh dậy thì đã thấy kính nằm ở trong cái túi áo này rồi. Thế ạ? Mà lạ lắm cơ. Đeo nó vào ấy, mọi thứ cứ sáng trưng. Chuyện xưa chuyện nay cứ hiện rõ một một ấy. Thế thầy xem sắc diện, hoàn cảnh nhà tôi như thế nào ạ? Hiện tại có đơn từ kiện ông Thủ, chủ tịch xã, đã biện thủ công quỹ 350 triệu, tiền xây cống đôi, dẫn đến cống đôi bị sập, chặn đứng huyết mạch của Thổ Thần, cũng là long mạch của làng. Ông chủ tịch Thủ sẽ bị bất chức kỳ này. Bà về nói với ông nhà, muốn được toại nguyện như ý, phải cho khơi thông cống đôi ngay. Thầy nói đúng lắm ạ. Thế tay Thủ chắc chắn phải ra hầu tòa. Thế nhà con phải đi khơi cống thì mới có phúc hả thầy? Thôi bà cứ về đi. Thánh đã phán thì không bao giờ sai cả. Nếu có chuyện gì, bà lại sang đây, tôi sẽ cố kêu Thánh giúp cho. Dạ, tôi rất biết ơn thầy ạ. Có điều gì tôi sẽ sang hỏi thầy sau. Tôi xin phép ạ. Rước bà lại nhà. Chào thầy ạ. Mời, mơ, ra đây nhờ tí. Dạ. Ngồi đây. Ngồi đây. Anh cần gì ạ? Bảo các em mang cho anh mấy điếu ba số. Ôi, ba số cơ ạ? Anh có bao giờ hút loại đâu. Khổ quá, anh không gọi cho anh, mà anh gọi cho chú Tỷ đây. Chú ấy chỉ hút độc loại thôi. Ơ? Thế bây giờ anh Tỷ lại hút loại thuốc khác rồi à? Em không biết là bây giờ anh Tỷ lại chơi sang thế. Để em lấy ngay ạ. Này, mà nghe đâu anh Tỷ đi câu ếch còn nghe cả nhạc rock nữa thì phải. Ờ thì tôi đi câu ếch một mình buồn, nghe cho nó vui mà. Với lại... À, chú Tỷ đi câu cho vui thôi. Chú ấy sắp xây nhà mà lấy vợ trên tỉnh cơ đấy. Em ơi. Dạ. Mang cho chị ba ba số nhá. Vâng ạ. Thế anh Tỷ bao nhiêu tuổi mà chưa lấy vợ? Tôi... Em tưởng anh lấy vợ lâu rồi cơ mà. Đúng. Có nhiều em xin chết, nhưng chú ý chương. Chú ý không thích cái loại con gái trẻ măng mà không biết suy nghĩ. Chú ý thích những người chín chắn, biết vun vén gia đình. Đúng vậy không chú Tỷ? Dạ, đúng rồi. Liệu như em có được không hả anh Tỷ?
Mơ cứ đùa thôi. À, tí tí ếch về ngay ông bà Hòa cần gặp nhé. Có việc gì mà quan trọng thế, để mai có được không? Không được, có việc gấp, nhanh lên, ông bà đang chờ. Để mai đi. Nhanh lên. Thôi nhanh lên nhá. Ngoại giao, ngoại giao. Thoải mái đi. Tôi cứ gửi cô cả số tiền này nhá, không phải trả lại đâu. Sao lạ quá nhỉ. Thôi cất đi. Em thấy chưa, tay tỷ này hơi bị oách. Đến chủ tịch xã còn phải cử người đến mời hắn đi cơ mà. Tay này không phải vừa đâu. Lạ nhỉ, anh tỷ đi câu ếch mà sao oai gớm nhỉ. Ui giời ấy, em chẳng hiểu gì cả. Nó đi câu ếch là làm cảnh thôi. Ai lấy được thằng này mà sướng cả đời. Ôi dồi ôi, anh Hải này, anh hay ngồi chơi với anh tỷ. Thế có thấy lúc nào anh tỷ nhắc đến em không? À ư nhỉ. Sao thằng tỷ nó không nhớ đến hoàn cảnh của em nhỉ? Chưa chồng này, một mẹ già này, tự do tuyệt đối, mà nhà cửa, tiền bạc thì đàng hoàng. Lại nhỉ. Kể ra thì... Kể ra thế nào? Thằng tỷ năm nay 28. Thế nó bằng tuổi em à? Không, em 30. Gái hơn 2, trai hơn 1. Tuổi tác thì là cái gì? À ừ rồi, đúng rồi. Đẹp quá rồi. Thế để anh tư vấn cho thằng tỷ vụ này nhá. Nhưng mà nếu nên vợ, nên chồng thì đừng có quên anh đấy nhé. Thì em sẽ khao anh một tháng cà phê đá miễn phí luôn. Rồi. Anh ạ. Ôi. Chào anh. Chú Tiến. Cô Nguyệt. Tôi chờ cô chú sốt ruột quá. Tôi phải cho bà xã và hai đứa nhỏ sang bên ngoài để liên hoan. Ở đây mình rảnh rang bàn chuyện đại sự. Ngồi. Uống bia. Anh cứ đẹp. Ăn mực đi. Ngon lắm. Cắt bà đấy. Em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Sáng hôm qua, lúc lên đón Lão Khôi lên sở họp, em lén vào phòng Lão Khôi, dán lá bùa thầy Đảnh đưa dưới gầm bàn. Có thánh chả tìm ra được. Chú giỏi lắm. Chú phải là trợ lý số 1 của anh, đúng nào? Còn cô Nguyệt, tay Khôi tán tỉnh cô thế nào rồi? Đã có dấu hiệu quấy rối chưa? Anh ấy chỉ nói đùa, chứ cầm tay cầm chân thì chưa. À, có một lần gặp em đi hát karaoke. Biết ngay mà, cái tay Khôi này chỉ cái trò là giỏi. Nghe nói hắn ta định hủ hóa với tất cả các nhân viên nữ của công ty vật tư này. Tay Khôi bị yểm bùa sẽ rất liều lĩnh. Chỉ cần bố trí cô Nguyệt hơ anh một chút, hắn sảm sỡ ngay. Đúng lúc ấy chúng ta ập vào thì là xong. Nhưng nhớ anh ấy không ấy em thì sao ạ? Người như em thì 100 thằng đàn ông thì 99 thằng trông thấy em hớ hênh là chết. 500 đô tiền bảo trợ cho em ít nhiều. Khi Lão Khôi sập bẫy, xếp Hoàn Hiên ngang ngồi vào cái ghế giám đốc, lúc ấy em sẽ được đền bù xứng đáng. Vâng, em sẽ cố. Còn địa điểm ở đâu mới được chứ hả? Ngay ở cửa phòng đánh máy của em. Em đừng lo. Buổi trưa cả cơ quan nghỉ, em chỉ cần gạ lão vào, ghi danh. Thế là được. Tuyệt lắm. Thế anh có còn ý kiến chỉ đạo gì nữa không? Ăn mực, uống bia. À, thôi, để khi khác. Với lại bọn em cũng phải về để chuẩn bị triển khai kế hoạch. Mà ăn mực em sợ đen. Triển khai tốt nhá. Vâng. Ăn mực đen à? Vâng. Cô chú cố gắng vào, nhất là cô Nguyệt, phải chịu hy sinh một tí. Chờ đến lúc hắn cởi áo cô ra, chúng tôi ập vào mới chắc ăn nhá. Vâng, em sẽ cố. Nhưng thủ trưởng phải nhớ dành cho em cái ghế phó phòng đấy. Tôi đưa cô lên làm trưởng luôn. Tôi ký quyết định đề bạt cơ mà. Thế còn chuyện đưa bà Xin và ông Đẻ xuống nhà thầy Thèo Đảnh để thầy sai khiến, chú định bao giờ? 3 giờ chiều mai em hẹn rồi, anh yên tâm. Thôi, bây giờ bọn em xin phép về. Việc này anh giao hết cho chú. Ông Để về, anh lên giám đốc. Cả hai đều có ghế cả. Anh hứa danh dự đấy. Ôi, bác Cư ơi. À. Bác có thêm tỷ đâu không? Thế chú tìm thằng tỷ ấy có việc gì đây? Úi, nhiều chuyện lắm.
ông Hòa phó chủ tịch đang tìm nó về, xếp cho nó cái vị trí trông coi ủy ban xã. Hả? Làng ta lắm chuyện quá. Hết lão Thèo Đành lên làm thầy Pháp, giờ lại đến thằng Tỷ Câu Ếch lên làm bảo vệ ủy ban. Ôi sợ bác cứ luyên thuyên mãi. Nếu bác mà gặp thằng Tỷ, bác bảo nó về ủy ban xã sửa ngay cái đơn. Người ta hỏi cái gì thì mới đi làm được. Nhá. Thôi em về đây. Được rồi. Thế Tỷ có định lấy vợ không? Thì xã cũng vừa mới xếp cho chân bảo vệ ở ủy ban. Có công việc ổn định rồi, tôi cũng định lấy vợ. Nhưng nhà cửa chưa có, lấy về không biết để vào đâu. Thế tưởng Tỷ có nhà rồi cơ mà. Đấy là cái lều hoang bà cô tôi cho, chứ sao gọi là nhà được. Anh Tỷ có công việc ổn định rồi lấy vợ, thế thì hạnh phúc nhỉ. Còn em, chuyện chồng con chả biết đến bao giờ. Ôi thế à? Tôi cứ tưởng năm kia cô lấy chồng rồi đây thầy. Thế bảo tay ấy là kỹ sư kỹ sách ở tỉnh cơ mà. Con mà kỹ sư đào mỏ thì có ấy. Nó cưới em được vài tháng, rồi cuống hết cả của em tiền bạc tư trang rồi trốn biệt. Ôi thế à? Ôi thế cô mơ khổ nhỉ? Thực tình tôi lại không biết chuyện ấy. Tôi lại cứ tưởng chồng cô mơ đi làm xa. Từ ngày ấy, có đến hơn 4 năm rồi. Em chả thiết gì đến chuyện chồng con. Bố em mắng em, tham gia tỉnh nên bị lừa. Em giờ chỉ mong gặp người hiền lành tử tế, chứ chả thiết gì đến chuyện giàu sang nữa. Cô mơ ơi, liệu như Tỷ tôi có được không? Đúng thật đấy. Hai anh chị giúp vào đây thì bố em mà tìm được. Đẹp đôi anh, thật đấy. Anh Hải này ăn nói buồn cười nhỉ. Em với anh Tỷ đã có gì đâu. Đã có gì đâu, bạn bè mà. À này, cậu phải về ngay ủy ban viết lại cái đơn để đi làm ngay. Ông Hòa giục tôi đi tìm cậu suốt từ sáng đến giờ, giờ mới thấy đấy. Thế à? Về thôi chết rồi, tôi phải đi ngay. Thế để cô mơ ạ. Lúc nào rỗi tôi đến nhé. Nhanh lên. Đây, Tây Tỷ đây. Anh ơi, em xin vào thuốc rồi đi ngoại xã. Tây Tỷ sắp làm cán bộ bảo vệ ủy ban xã. Tí mới quá chứ lị. Cô mà phải làm nó thì phải làm nhanh lên, kẻo đứa khác nó cua mất thì hoài của giờ. Ôi, tất cả là nhờ tài của anh Hải ạ. Em và anh Tỷ mà nên vợ nên chồng, em sẽ không quên ơn ạ. Em sẽ mời anh cà phê cả tháng, có khi cả năm ấy chứ ạ. Cô phải khẩn trương, có gì cần hỏi là cứ phải hỏi ngay, thầy đông khách lắm. Tôi nghe anh Hoàn kể mà lạnh cả xương sống. Đúng thế, tôi phải hỏi hết về lão Để nhà tôi, xem thực hư nó thế nào. Vâng ạ. Dạ, chào thầy ạ. Tôi được cậu Tiến lái xe giới thiệu, muốn đến thỉnh thầy về quá khứ vị lai của ông chồng tôi. Mong thầy giúp cho ạ. Dạ, tôi có chút lễ vật dâng lên thánh ạ. Tôi tuổi dần vất vả lắm. Tiếng ông chồng tôi làm giám đốc, nhưng tôi phải lo hết mọi chuyện. 2-3 năm vừa rồi, ông ấy được nhiều lộc lắm. Thế nhưng có kẻ đang chờ thời cơ để hại ông nhà. Tôi e rằng khi ông về nghỉ hưu, khó yên được với tay này. Có kẻ hại ông nhà tôi sao? Đứa nào thế ạ? Đó là một tay khoảng 50 tuổi, gian ngoan hiểm độc như một con rắn. Hắn lại rất gần gũi với ông nhà. Đúng rồi, tay khôi cô ạ. Tay này tròn 50 tuổi rắn, dáng người cao lòng khòng, gần gũi là vì hắn là phó giám đốc thường trực mà. Chính tay khôi phó giám đốc đi học ở Nga về, hay gọi nhà tôi là vô học tham lam. Đúng rồi, may quá. Ông nhà tôi định đưa hắn lên làm giám đốc thay ông ấy vì sức ép bên trên. Hóa ra tay này thâm trầm,
Những chuyện ông nhà làm anh ta đều biết cả. Anh ta có ý định sau khi đã ngồi chắc vào ghế của ông nhà sẽ quay lại moi móc trả thù. Còn người nào cứu được vợ chồng tôi không hả thầy? Người này cũng khoảng 52 tuổi rồi. Học hành mức độ, tài năng thì cũng bình thường, nhưng có cái tâm thật sâu sắc. Chắc chắn người này tuổi mùi, con dê ăn lá ăn cỏ, hiền lành lắm. Ông Hoàn của ạ, ông ấy 52 tuổi, tuổi mùi. Ông này chậm chạp cũ kỹ, nhưng được cái thật tâm lắm. Ôi, sao tôi lú lẫn thế nhỉ? Sao tôi không nghĩ ngay ra là anh Hoàn nhỉ? Đúng rồi, anh ấy tốt và trung thành lắm. Hôm qua anh còn đi sắm lễ cho tôi mang đến đây. Mà lại còn đưa cả... Bà về bàn với ông nhà, đưa ngay người này lên thay càng nhanh càng tốt. Ông nhà nên nghỉ trước tháng Tết, sẽ tránh được họa lớn. Thế ư thầy, tôi về giục ông nhà tôi làm ngay. Bà cứ yên tâm về suy nghĩ mọi điều. Tôi xin đa tạ tấm lòng của thầy đối với vợ chồng tôi. Dạ, nhất định tôi sẽ quay lại lễ tạ thầy. Xin phép thầy ạ. Dạ, xin phép thầy ạ. Thầy nó vào ăn cơm, không lát nữa lại có khách bây giờ đấy. Ui giời, thì bảo với chúng nó ăn cơm trước đi, cho chúng nó có đi học. Tôi không cần ăn. Ơi, các bác ơi. Có chuyện gì đấy? Các bác cho em hỏi, các bác có thấy cái xe tải nào đỗ anh đây không? Ôi, Tết nhất đến nơi rồi, thiếu gì xe chạy qua đỗ lại. Đúng, thiếu gì xe. Xe màu gì? Biển số bao nhiêu? Bao nhiêu? Nào em biết đâu, thầy đành bảo em ra đón cái xe tải. Chả biết màu gì, biển số như thế nào. Chỉ biết trên nó chở cái xe máy nhập ngoại mới cứng cửa. Vợ chồng nhà thầy mua xe máy à? Ai mua xe đâu, máy? Vợ chồng thầy đành có biết đi xe máy đâu mà mua. Chuyện gì thế? Có người người ta quý, người ta biếu. Cái gì? Biếu không cái xe á? Biếu không cái xe. Ê, dừng lại ngay. Xe của anh Tiến hả? Vâng, đúng rồi. Nhà ông Thành ở đâu anh nhỉ? Ông đi theo tôi. Đi theo tôi nhá. Lối này. Ui, xe mới cứng à? Xe mới nhỉ? Này, lần đầu tiên tôi mới thấy chuyện này đấy nhỉ? Đẹp thế. Đặt lắm đấy. À, thưa bà Phẹt, cùng tất cả anh em trong hội áo ngắn. Hôm nay chúng ta đi hỏi vợ cho chú Tỷ. Thì bây giờ đã đến giờ hoàng đạo rồi. Chúng ta cứ tiến bước thôi. Tiến bước thôi. Này, anh Khư. Hả? Cái gì đấy? Chỗ này mà mưa rào lên lắm, ếch lắm đi này. Này, nghe tôi hỏi này, thế bên nhà đã chuẩn bị xong chưa? Tôi nghe đâu bảo là có anh họ của cô Mơ từ mặn ngược về ấy. Mà nghe đâu là cái ông Mách này, cái ông anh họ của cô Mơ ấy, gia trưởng và cổ hủ lắm đấy. Đến nơi bỏ trong cầu đi trước đi. Vâng, chào bà. Chào quý ông, quý bà. Quý ông, quý bà ngồi để chúng tôi được đón tiếp ạ. Vâng, giữa bà ngồi. Chào các đồng chí. Mời các đồng chí ngồi. Em có nước. Thưa cụ Đức. Dạ. Thưa anh Mách cùng toàn thể chư vị, anh Tỷ nhà chúng tôi chưa vợ, ở gì ở xóm đồng, bố mẹ thì mất sớm. Dạo này làm ăn tấn tới, có để ý cô Mơ nhà ta. Hai bên đã tìm hiểu, tâm đầu ý hợp. Hôm nay chúng tôi có sửa cái lễ để ra mắt cụ và bác Mách để xin ý kiến ạ. Dạ vâng ạ. Dạ xin ý kiến của bà đấy ạ. Dạ. Tôi là mẹ của chị Mơ thật, nhưng mọi việc trong nhà đều giao cả cho anh trưởng Mách. Ý anh Mách thế nào cứ nói, để hai em nó được hạnh phúc. Chứ chị Mơ với anh Tỷ thì cũng nhiều tuổi cả rồi. Thưa các đồng chí, tôi có mấy ý kiến sau đây. Điều một, tôi nhất trí hoàn toàn cho em gái tôi lấy anh Tỷ. Vì cả hai đã tìm hiểu kỹ càng. Điều hai, gia đình chúng tôi yêu cầu anh Tỷ một, dứt điểm không hành nghề câu ếch nữa. Hai, anh Tỷ phải làm được nhà của mình để lấy vợ. Không được ở cái lều bẹp nữa. Tôi có ý kiến. Được. Ông Mách nói thế có nghĩa là cái nhà này không phải là của cô Mơ à? Báo cáo đồng chí thanh niên, quan điểm của tôi thế này. Ngôi nhà này là của mẹ tôi, là bà Nguyễn Thị Đức, đã viết di chúc cho tôi và con trai trưởng của tôi. Giữ gìn, lo thờ cúng tổ tiên. Vì thế cho nên
vợ chồng cô Mơ lấy nhau xong, không thể ở đây được. Còn nếu cô Mơ không lấy chồng, thì ở đây vô tư. Tôi yêu cầu anh Tỷ, phải có nhà, thì tôi mới cho cưới. Làm nhà tôi lấy đâu ra mấy chục triệu mà làm bây giờ? Lấy vợ phức tạp như thế này, thả đi cũng còn sướng hơn. Tỷ ơi, sao lại thế? Chồng với con làm gì để đến nông nỗi này? Thôi, nín đi em. Ông bảo thủ bỏ thư. Thôi thật nhá, thế xưa ông lấy vợ thế nào? Tôi về trước này. Sao lại làm thế? Quay lại! Kìa quay lại! Bây giờ thế nào? Quan điểm của tôi dứt khoát thế. Ôi giời. Quan điểm của ông vứt vào cho rác, hỏng hết cả việc. Về! Sao? Bây giờ thế nào đây? Thì về thôi. Vâng, thế ạ, chào cụ ạ. Vâng ạ. Chào cụ Đức ạ, chúng tôi về đấy ạ. Trộm, bỏ ra quánh cho bây giờ. Trộm nào? Em Mơ của anh đây mà Tỷ. Ô, Mơ. Ôi ôi Mơ ơi, ôi ôi Mơ à. Ôi ôi. Anh Tỷ. Xuống. Đứng ở đây chờ anh. Bao giờ anh vẫy thì vào nhá. Vâng. Thầy. Chú Tiến đấy hả? Sao lù lắm mới thế đến chơi? Thì em phải lo cho lão Hoàn nhận chức giám đốc. Rồi liên hoan bàn giao. Chấn chỉnh lại bộ máy mới. Mà bây giờ em là trợ lý giám đốc rồi. Ồ, trợ lý giám đốc à? Chú thao vát thế còn tiến xa. Vào nhà uống nước đi. Thôi. Em bận lắm, không có thời gian. Chuyện cụ thể như thế này. Hôm trước em dẫn vợ chồng lão Trần để với lão Hoàn đến cho đại ca thịt. Đại ca được bao nhiêu em không cần biết. Nhưng cái xe máy này của lão Hoàn biếu đại ca. Ý em là muốn chặt đôi. Đại ca thấy thế nào? Chú này hay nhỉ? Lộc ai người đấy hưởng chứ. Mà có tôi thì chú mới lên được chức trợ lý giám đốc chứ. Thôi đi. Không có thằng em này cho người chuyển các tư liệu đời tư bí mật của lão Trần để với lão Hoàn. Đại ca biết đâu mà phán. Với lại còn việc đút lót hối lộ cấp trên cấp dưới để cho lão Hoàn ngồi vào cái ghế giám đốc ấy, cũng mất bao nhiêu là tiền. Chứ trông vào mấy cái câu phán của đại ca thì cũng màn cám. Chú nói thế là nói thế nào? Lão Hoàn tự nguyện biếu tôi cái xe, chứ tôi có đòi lão đâu. Chia là chia thế nào? Này, ông có muốn tôi tung hê cả mọi thứ lên không hả? Hay là tôi mời lão Hoàn xuống đây để thu lại cái xe này? Bây giờ thế này nhá. Một là ông cầm lấy cái xe này mà đi thì nôn 15 triệu ra đây. Hai là ông cầm lấy 10 triệu và đưa tôi cái xe này. Tùy ông lựa chọn. Thôi thì tùy chú. Chú đã cạn đầu giáo máng như thế. Mà tôi thì chưa biết đi xe máy. Lúc nào chú lấy xe trả tôi tiền cũng được. À, mà sao chú chỉ trả tôi có 10 triệu, phải 15 triệu chứ. Bây giờ thế này. Vào đây em. 10 triệu thôi, còn 5 triệu ấy là công của cô em đây. Cô em đây đã ngày đêm túc trực bên máy tính, chuyển dữ liệu cho đại ca, để đại ca phán những lời của thánh đấy. Phải không em? Vâng, em vẫn chắc chít với thầy mà. Trời ạ, hóa ra là em à. Chứ còn ai nữa. Thôi bây giờ thế này, tôi giải quyết luôn. 10 triệu, không thiếu một xu. Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Em ra đây anh bảo. Em ra đầu cổng, đón xe, rồi em áp tải cái xe này về cho anh, nhá. Alo. Chú Tuấn đấy à? Cho xe vào chở luôn đi. Ở cái chỗ hôm trước chú chở đến đi. Được rồi, yên tâm. Chú muốn anh ký bao nhiêu phiếu sang anh cũng ký. Nhá.
sửa xe đâu ấy nhỉ? Quái lạ. Này, sao nó đành lại bán xe nhỉ? Em có biết gì đâu. Để cưỡi cho sướng. Đúng rồi, để cưỡi cho sướng. Này, tôi biết rồi. Hắn ta bán xe đi để lấy tiền làm nhà chứ có gì đâu. Có khi thế thật. Có khi lão bán xe để cho tỷ ấy vay tiền làm nhà để cưới vợ. Đúng rồi. Bác đánh. Bác cho em vay 15 triệu. Ngày kia em rát cái móng nhà. Đúng một năm sau không trả bác. Chú nói hay nhỉ. Tôi cũng đang bấn tiền đấy. Chỉ cho vay 5 triệu thôi. Phải đi xoay chỗ khác chứ. Bác bảo em còn xoay được ở đâu bây giờ. Cái mơ nó có 30 triệu rồi. Em chỉ còn thiếu hơn 10 triệu nữa thôi. Bác cố giúp em. Em có quên ơn bác đâu mà bác sợ. Ô hay nhỉ. Lăng nhăng bỏ xứ. Tôi đã nói một là một. Chú không vay thì thôi. Đi về đây tôi còn làm việc khác. Ông đuổi tôi đi à? Tôi nói cho ông biết nhé. Tôi giúp ông được bao nhiêu là việc. Ông kiếm được hàng triệu. Bây giờ ông định giở mặt hả? Ông có cho tôi vay không thì ông bảo. Không cho vay thì chú làm gì tôi nào? Hả? Chú còn nhớ tôi đã đưa cho chú 2 chỉ vàng ở mồm con đách chưa? Chưa hết. Lần thì 50.000. Lần thì 100.000. Chú bỏ cả nghề công ấy. Suốt ngày rượu chai bí tỉ. Bây giờ lại giở thói bạc hả? Ông cho tôi như thế được bao nhiêu tiền? Hả? Mà tôi giúp ông không biết bao nhiêu là vụ. Bây giờ ông định giở trò nè. Tôi nói cho ông biết nhé. Ông không cho tôi vay. Ông đừng trách tôi. Chú Tỷ, đừng lại, đừng lại, tôi bảo cái đã. Thằng Tỷ ếch, thế nào cũng vay được quả lão đành. 10 triệu, đúng. Hôm nay, bảo nó khao thả phanh đi. Đúng rồi. Bà Việt, bà cho tôi một đĩa cổ hũ và cho một đĩa lòng cho cho ngon đi. Mà thằng Tỷ là trợ thủ đắc lực của thầy đành. Hắn chắc sẽ biết được những việc thâm cung bí sử. Đúng rồi. Không cho vay không xong. Đúng rồi. Hắn không ra thì chết. Thôi, các chư vị. Cứ chuẩn bị mài răng mà ăn cỗ cưới thằng Tỷ với lại cô Mơ nhá. Thôi, cộc. Đây, đưa đến lòng đây. Ok chú Tỷ. Thế nào, thầy cho chú vay bao nhiêu? 10 triệu hay 15 triệu? Đấy cho tôi vay đồng nào. Thế là thất hứa à? Có đuổi tôi ra khỏi nhà đấy. Sao lại thế nhỉ? Lão ước khinh tôi là thằng câu ếch. Ấy, sao chú lại nói thầy đành như thế? Phải tội chết. Đúng. Tôi mà tội 1 thì lão tội 10. Sao lại thế? Chỉ lừa đảo thiên hạ lấy tiền là giỏi. Chứ thầy bà chối lão. Thế à? Còn cái chuyện có con ma trẻ con ở ngoài nghĩa trang ấy là do lão thuê tôi. Mang con mèo ra chôn ở cạnh ngôi mộ mới xây. Đấy. Cho nó ngóc cổ lên kêu oe oe giống tiếng trẻ con khóc. Biết chưa? Hôm lão ra bắt ma, chính tôi đứng cạnh, tôi còn bới đất móc con mèo lên. Móc lên nó còn kêu oe oe. Tôi phải cuốn rẻ mồm. Thế còn chuyện câu được ếch ở ao làng. Đúng. Mà lại có 2 chỉ vàng ở trong mồm con ếch. Do thầy đành thấy chỉ là thế nào? Là thế nào? 2 chỉ vàng ở trong mồm con ếch ấy, là do lão trả công tôi. Vì tôi giúp lão ấy dựng chuyện bị sét đánh ngoài đầu làng. Làm gì có thiên lôi nào. Còn mấy cái vết thương ở trên vai của lão ấy là do thằng Cò, con nhà Vạc ở trên quê kìa, nó rạch ra. Mày binh bố trận kinh. Còn mấy cái trò đoán tướng số ấy là do thằng Cò, nó cài đặt ở trong máy vi tính ấy. Chứ rõ ràng gì cái lão đánh cái gì nữa. Này, Tỷ ơi, thế còn chuyện cái xe máy vừa rồi. Đúng rồi, như thế nào? Chuyện xe máy. Vụ xe máy là do lão ấy đoán số, đoán tướng của mấy tay giám đốc ở trên tỉnh ý. Nhưng mà sai bét nhè, người ta cho người về đòi rồi. Ôi trời ơi, này, thằng nào lại còn dọa nhá. Tí cho công an phải bắt. Ôi trời ơi, bắt là đúng cái gì nữa. Này, 20 triệu đây. Chú cầm lấy mà dựng nhà. Tiền của chú đấy, không phải vay mượn gì đâu.
Kính thưa các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý vị có mặt ở đây. Hôm nay xã tổ chức đón mừng năm mới, đồng thời khai trương khu quy hoạch làng nghề tập trung của xã. Nhóm nghề dệt có bà Bùi Thị Xỉu làm nhóm trưởng. Mời bà lên trên này. Hai, nhóm mây che đan có bà Nghiêm Thị Hòa làm nhóm trưởng. Cũng mời bà lên trên này. Ba, nhóm mộc do ông Thèo Đảnh làm nhóm trưởng. Có thấy ông Thèo Đảnh đâu không? Nhờ. Tỷ có thấy ông Thèo Đảnh không? Nhờ. Nhờ. Chẳng thấy ông ấy vẫn ở nhà. Ở nhà. Ông chạy về gọi đi. Về gọi đi, về gọi ngay đi. Nhóm nuôi trồng thủy sản do anh Tỷ Ếch làm nhóm trưởng. Ông Thèo Đảnh đâu nhỉ? Thôi mà đâu đấy. Không. Ông Thèo Đảnh giỏi nghề mộc lắm. Đời nào ông... Bắt cái ra đi. Chào bà con. Nghề mộc đây rồi. Thèo Đảnh đây rồi.